Chiếc chả đá này mình nhìn thấy cũng còn khá đẹp luôn nha các bạn ơi. Khá đẹp luôn nha. Nhưng mà để mình quay cái chiếc phía sau này tới các bạn. Chiếc chả dầu này chạy quá khá nhanh luôn nè. Hôm qua có chiếc của Kim Minh. Mình có quay được chiếc Kim Minh các bạn. Nhưng mà nó là Kim Minh như Kim Minh 6 á. Con này là Kim Minh thôi. Này Kim Minh 6 nè. Vì là hôm qua không phải Kim Minh 6, Kim Minh mấy ta. Mà lớn dữ lắm các bạn. Rất lớn luôn nha. Chứ không phải các bạn ơi, mình nhớ lộn quá. Nhớ lộn quá, chứ có chiếc tàu dầu nè mình quay lớn cho lắm. Chứ còn chiếc dầu này, chiếc của Kim Minh 6 nha. Chạy rất nhanh luôn nè. Đó, toàn cảnh nha các bạn. Cái này mặn nước 4 mét luôn nha. Chiếc này cũng lớn rồi nè các bạn. Chiếc này cũng tầm dưới 2.000 tấn. Họ nó đi nhanh ghê không. Của Cần Thơ luôn nha. Tháng mới năm 2011 luôn hả. Hai máy chạy cùng một lúc các bạn coi nè. Tốc độ à. Hai máy chạy cùng lúc các bạn thấy ghê không. Là nước cạn, nước cái nước gồng cạn à, sóng đùa nè. Đó, sóng đùa theo luôn nè. Chưa? Cái mình nhớ hôm qua hình như là mình quay cái chiếc của chiếc dầu của Mekong các bạn ơi, chứ không phải là của Kim Minh nha. Còn Kim Minh 6 này thì mình quay hoài nè. Các bạn thấy không? À, nước đang gồng mà em chạy bắt đầu là sóng nó nhồi theo ha. Sóng nó hút theo 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 quá trời luôn. Chạy rất nhanh lên nha các bạn. Hai động cơ. Rồi chiếc đá xuống tới luôn nè. Chiếc đá này chắc theo mình nghĩ là nó chạy ga, chắc đạp ga chắc lớn đó các bạn. Đạp ga lớn nha. Đạp ga lớn nó chạy nó lâu các bạn. Đợi gần gần chút xíu nữa nha. Chứ nó hơi xa các bạn ơi. Rồi tới gần chút xíu rồi nè các bạn. Giống như bị cạn nước các bạn ơi, nước còng cà sát quá đó. Nên là chạy nó giống như bị cạn động lường, cạn lường hay sao ha. Nên là chạy ga cũng nhỏ các bạn. Đạp cũng vừa vừa chứ không có đạp ép quá nha. Tại vì đạp ép quá cái chớn nó đi cũng không có không mạnh các bạn. Không có mạnh được ha, nên đó là anh em đạp rồi lên nhẹ lên chút xíu là vừa đủ thôi. Cho đi từ 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 thôi các bạn. Chiếc này nhìn còn khá đẹp luôn nha các bạn. Các bạn coi nguyên cả màu màu xanh nè. Thấy chưa? Màu xanh khá đẹp đó nha. Thì một lát nữa mình sẽ xem cái chiếc này là đóng đóng năm mấy nha các bạn. Cho các bạn xem nha. Rồi chiếc này của Cà Mau luôn hả các bạn. Bữa mình quay được hai chiếc Cà Mau các bạn, hai chiếc Cà Mau ha. Bữa mình quay hai chiếc Cà Mau mà hai chiếc Cà Mau mặn nước 3 mét mà chở đá đá tảng, đá tảng đá lớn đó nha. Thì bữa có anh em vô comment nói là đi về Cà Mau để mà làm bờ kè ha, làm bờ kè nha các bạn. Tại bữa đó có chở một số chàm ở trước đó nha. Nhưng mà bữa đó hình như là hai chiếc đó là không có cabin ở trước nha. Không có cabin ở trước, cabin sau hai tầng nha. Cho nó là mình nhớ cái mũi phần mũi ở trước á là chắc một số cây tràm á. Cây tràm nước của mình ấy ha, chứ không phải là cặp đặt cây tràm vàng nha. Chắc một số tràm nước của mình á để mà giọng cừ ha. Thì đây cũng là một chiếc của Cà Mau hả các bạn.
xà lan Cà Mau. Chạy vô kinh này cạn nên chạy hơi lâu ha. Nha các bạn, tiếng máy đạp cũng vừa vừa phải nha các bạn, chứ không có đạp lớn quá nha. Rồi chiếc này không có thấy được cái năm đóng nha các bạn, tại vì nó không có đưa ra một phía ngoài nên là không thấy được nha. Chiếc này mình đón đó các bạn là mạng nước cũng từ giá 3m2, 3m4 các bạn. À đây này các bạn ơi, 3m4 thiệt nè. Có mạng nước 3m4 luôn nha. Thì chiếc này nãy mình đón là trên 1000 tấn nha các bạn. À, trên 1000 tấn. Các bạn thấy chạy rất chậm không? Nè. So với cái cây trụ cầu nè ha. Bạn thấy không? Mình để máy chỗ nha. Bạn thấy chậm không? Chạy rất chậm luôn. Nước máy ra cũng vừa phải này ha. Ra vừa phải chứ ra không cao lắm. Này sử dụng một động cơ nha các bạn. Xà lan Cà Mau ha. Để từ đây trở lên các bạn mình quay những chiếc xà lan nào á, ví dụ như xà lan này của Cà Mau nè, mình quay mình để xà lan Cà Mau ha, cho anh em vô xem. Chứ còn nhiều khi nói xà lan các anh em không biết là xà lan của ai nên không vô xem ha. Xà lan Cà Mau đi ngang sông Chợ Gạo ha, đang sông kênh Chợ Gạo. Thì hồi xưa anh em dùng từ là kênh Chợ Gạo ha các bạn, nhưng mà nay thì nó cũng lớn rồi, cái khúc bờ kè này móc ra cũng lớn các bạn, nên là kêu một sông Chợ Gạo đi ha. Cái kênh Chợ Gạo là kiểu như cái từ đó, cái danh từ đó là giờ hồi xưa giờ ha. Cái máy này đã quá. Ở đây có chiếc tàu kéo nè các bạn, kéo bon đi tới rồi nè. Kéo bon đi tới rồi nè, đi nước xuôi đi rất nhanh luôn nha. Chiếc máy cái này là đảo quá. Này là chở là cái mũi nó hơi khẩm hơn cái lái ha các bạn. Lái nó là cũng nhẹ, nó nổi lên cho nhẹ nước ha. Chứ cái lái khẩm hơn là nặng chạy lắm, nặng nước lắm, nó hút nước á. Rồi quay tàu kéo này xuống nha các bạn. Mấy anh này anh kéo nước xuôi đi rất nhanh luôn nha. Tài công đang ngồi à. Tài công chạy mà vô mấy cái sông mà nó vắng xe. Ủa vô lộn. Mấy cái vắng tàu á nên là chạy cũng khỏe ha. Thứ nhất là kéo máy này nè. Kéo máy này mà lúc mà nó đông á, nó đông chạy cực lắm. Tàu kéo này của Bình Dương nha các bạn. Anh quay động cơ thấy được gì hay không nha. Đó, động cơ của nó ha, bình nước ngọt ở trên nè. Không biết máy này máy gì ha. Tàu kéo của Bình Dương, bon của Bình Dương luôn nha. Con này có Bình Dương luôn nè. Đông mới năm cái bon đó, đông mới năm 2006 luôn các bạn. Này anh em đi giao đá về nha. Đi giao đá về nè. Rồi đang thả bon luôn ha.
các bạn coi này, vắng vắng là đà tàu ha, quá vắng luôn nên nó là thả vô tư luôn ha. Lát mà nước lớn á, nước lớn trở lại á, đầu ghe tàu mới vô nhiều nha, từ hướng Long An đi xuống mới nhiều nha. Chiếc Cà Mau đi tới đâu rồi, chiếc Cà Mau chạy rất chậm luôn nha. Chiếc Cà Mau này mặn nước 3,4 thì nó dài cũng khoảng 55m hả các bạn, bề ngang thì cũng cả 10m ha. Rồi sau này chiếc khác quay tiếp ha các bạn. Rồi video này mình cũng kết thúc ở đây luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã nhiều đã xem video của mình nha. Rồi chào tạm biệt các bạn.